Nhiều các anh các chị có hỏi em là công thức pha mắm tôm như thế nào là ngon. Đầu tiên các anh các chị cho em ít mắm tôm này và ít mì chín này, đường này, quất này. Đấy, các anh các chị đánh đều lên và cho em ít ớt băm đấy ạ. Đấy, sau đó là cho em ít xả băm và một ít tỏi băm. Các anh các chị đánh đều lên là rất là ngon nha các anh các chị nha. Và một chai mắm tôm Ba Làng Thanh Hóa, bên nhà em đang ghim trong giỏ hàng TikTok, thì anh chị đặt hàng vào trong đấy đặt hàng